Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sang phần tiếp theo, lesson 3 trong bài unit 4. Let's get started. 1. Listen and repeat. Nghe và lặp lại. Chúng ta nghe và đọc theo xem là cái chữ G và chữ V kép được phát âm như thế nào trong các từ này. Page 32. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Jam. I like jam. Water. I want some water. Listen and repeat. Jam. I like jam. Water. I want some water. Vậy chữ G có được phát âm là âm d. D có ký hiệu phiên âm là d nhé. D và âm d. D. Jam. I like jam. Chữ V kép được phát âm là quả. Và ký hiệu phiên âm vẫn như thế này. Quả. Water. I want some water. Two. Listen and circle. Nghe và quanh tròn. Page 32. Lesson 3. Activity 2. Listen and circle. 1. I want some water. I want some water. Cho tiền vào đáp án B. 2. There is some jam on the table. There is some jam on the table. Jam. There is là có, some là một ít. There is some jam là có một ít mứt. On the table là ở trên bàn. Let's chant là hát theo nhịp. Jam, jam, mứt, mứt. There's jam on the table. Có mứt ở trên bàn. I want some jam. Tôi muốn một chút mứt. Water, water, nước. There's water on the table. Có nước ở trên bàn. I want some water. Tôi muốn một chút nước. Page 32. Lesson 3. Activity 3. Let's chant. Jam. Jam. There's jam on the table. I want some jam. Water. Water. There's water on the table. I want some water. Four. Read and circle. Đọc và khoanh. Chúng ta đọc cái bức thư để bức thư và khoanh vào đáp án. Chúng ta đọc các cái câu hỏi trước và đọc bài sau. One. Bill is from. Bill đến từ. Đó, Bill đến từ nước nào? America, nước Mỹ. Britain, nước Anh. Australia, nước Úc. Two. His birthday is in. Sinh nhật của cậu ấy là vào. March, tháng 3. January, tháng 1. April, tháng 4. Three. He wants some. Cậu ấy muốn một số, một chút. Chips, khoai tây chiên. Grapes, nho, jam, mứt. 4. He wants some. Cậu ấy muốn một chút. Milk, sữa. Lemonade, nước chanh. Water, nước. Dear pen friend. Dear, dear là thân mến. Pen friend. Pen friend là bạn qua mạng. Bạn qua mạng hoặc là bạn qua thư. Người bạn qua thư thân mến.
My name's Bill. Tên của tôi là Bill. I'm from Britain. Tôi đến từ nước Anh. Đó, chúng ta có đáp án cho câu 1 rồi. I'm 9 years old. Tôi 9 tuổi. My birthday is in March. Sinh nhật của tôi là vào tháng 3. Đó, câu số 2. Chúng ta đọc đến đâu? Chúng ta khoanh lên đấy. It's coming soon. Nó sẽ đến sớm thôi. I want some chips and some lemonade at my party. Tôi muốn một chút khoai tây chiên và nước chanh vào sinh nhật của tôi. Cậu ấy muốn khoai tây chiên và nước chanh. What about you? Thế còn bạn? When's your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào? What do you want to eat and drink at your party? Bạn muốn ăn và uống cái gì vào sinh nhật của bạn? Vào bữa tiệc của bạn. Party là bữa tiệc. Write to me soon. Hãy viết thư cho tôi sớm nhé. Bill. Five. Let's write. Cùng nhau viết. Chỗ này là viết về bản thân. My name is. Tên của tôi là. Đấy, chỗ này viết tên mình. I'm from. Tôi đến từ. Chỗ này là viết tên nước hoặc là tên thành phố thủ đô của mình. My birthday is in. Sinh nhật của tôi là vào. Đó, chỗ này điền tháng sinh của mình. I want at my party. Tôi muốn. Chỗ này điền sum cộng với tên đồ ăn hoặc đồ uống. Hoặc là cả hai là một chút này và một chút kia. Tức là một chút đồ ăn này và một chút đồ uống kia. Vào bữa tiệc của tôi. Party là bữa tiệc nhé. At là vào. At my party là vào bữa tiệc của tôi. Hoặc là ở tại bữa tiệc của tôi. Phần dự án, chúng ta sẽ làm một cái thiệp mời bữa tiệc sinh nhật. A birthday party invitation. Invitation là lời mời hoặc là thư mời. Invitation. Invitation là lời mời. Đấy, party là bữa tiệc. Lời mời bữa tiệc sinh nhật. Một lời mời bữa tiệc sinh nhật. Đó, chúng ta làm cái thiệp mời tự làm như thế này. Đó, vẽ trang trí này. Come to my birthday party. Hãy đến với bữa tiệc sinh nhật của tôi. To là tới, gửi tới ai? Ví dụ gửi tới Katy. Tôi viết tên của bạn đó. Date. Date là ngày sinh nhật của mình. Thursday. Thursday là vào thứ năm này. 20 này, tháng 5 này. Time là thời gian. Đó, 7 giờ. PM là giờ buổi tối. Place là địa điểm. Đó, viết địa điểm. Như vậy thôi, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Bye bye.